Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta, quê hương đất nước luôn bao hàm hai khái niệm đất và nước. Nước không chỉ là nguồn gốc của sự sống mà còn là cảm thức của người Việt hướng về cội nguồn. Hồn nước linh thiêng dẫn dắt sự kết tụ cộng đồng, hơn 3.000 km đường biển dọc suốt chiều dài đất nước với những hải đảo dù xa xôi đến mấy cũng vẫn là máu mủ ruột thịt của Tổ quốc, là minh chứng cho sự gắn bó không gì có thể dứt đi được của người Việt Nam với biển đảo Việt Nam. Vùng biển của nước ta còn có vị trí và vai trò quan trọng ở trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là vựa cá dồi dào và tiềm lực kinh tế lớn cho ngư dân Việt Nam. Hơn nữa, biển đảo Việt Nam có vai trò quan trọng trong xây dựng quốc phòng an ninh của đất nước. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục viết về biển đảo quê hương. Thuyền buông lưới hướng theo luồng cá lội giữa biển vàng đêm nay, yên tâm bám biển đêm ngày, canh trời giữa biển anh đây đã từng. Sóng yên biển lặng
sát son núi biển. Quý thính giả vừa nghe bài Tiếng hát trên biển quê hương, lời của soạn giả Trung Thông, viết theo điệu Đường Trường Bán Thước, nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và nghệ sĩ Bích Thục cùng tốp nữ trình bày. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Xuân Theo sẽ hát tiếp bài Biển khơi vang tiếng hát, lời của soạn giả Thanh Thùy, viết theo điệu Quân tử Vô Dịch. Thank you.
Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài Gửi anh chiến sĩ biển khơi do soạn giả Nguyễn Ruyền viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày theo điệu Đảo Liễu.
kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài Phú Hữu Yêu Thương, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Sơn trình bày theo điệu Đường Trường Bán Thước. Phú hữu yêu thương quê hương tôi đó, làng cổ ven sông cảnh sắc hiền hòa, đất trăm nghề người quê tôi hăng say lao động, bốn vụ lúa màu đồng đất đẹp sắc hoa. Chung mái đình việc làng thang ba ai, xóm thượng xóm mi đông, xóm mi đồng xóm mi giữa. Đất quê tôi, đất quê tôi hiền đi hòa, bóng dâu la đà bên dòng sông đầy nên nghi thơ, đầm đìa đầm mi trai nghe tên là chiếm chúng giọng nói ngang mà chỉ kiên đi cường. Đường cháp ruộng nghề lanh lạc ngô tươi tốt nghề chưa, xong gặt chưa, mẹ ra về nắng gió tứ bề xa cạp đầy cua, dù nắng mưa bao gió người quê tôi vẫn tần tảo ruộng vườn. Chân đi bước nhẹ nhàng nghề rộn ràng nghề chống y hội tòng quân đi, rồi mùa thi nối tiếp bao kỹ sư bác sĩ đã trưởng y thành. Từng ngày thay đổi ơi, khắp xóm mi thôn đi, khắp xóm thôn đi hân hoan vui mừng, điện sáng tưng bừng vang lừng tiếng hát lời ca. Người đi xa luôn thương nhớ phú hữu ơi, dạng dỡ tự ý hào ý, ý. Quý
thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có một số thay đổi như sau. Các chương trình dân ca trên sóng VOV1, 23:30 thứ ba, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca. Các chương trình dân ca trên sóng VOV2, từ 9:05 tới 10:00 thứ hai, chương trình 8 Mai Văn Lạ, 8 chuyện dân ca. Từ 9:05 đến 10:00 thứ ba, chương trình Nhịp cầu dân ca. Từ 9:05 tới 10:00 thứ tư, chương trình Tân cổ giao duyên. Từ 9:05 tới 10:00 thứ năm, chương trình Ca cải lương. Từ 9:05 tới 10:00 thứ sáu, chương trình Ơn nghĩa sinh thành. Từ 9:05 tới 10:00 thứ bảy, chương trình Hát chèo. Từ 9:05 tới 10:00 sáng chủ nhật, chương trình dân ca các miền lời mới. Từ 12:35 đến 13:00 thứ hai, chương trình dân ca các dân tộc thiểu số. Từ 12:35 tới 13:00 thứ ba, tuần 1, giới thiệu đoàn nghệ thuật dân tộc. Tuần 2, chương trình câu lạc bộ hài dân gian. Tuần 3, khúc hát những miền quê. Tuần 4, câu lạc bộ hài dân gian. Từ 12:35 tới 13:00 thứ tư, chương trình dân ca các miền lời mới. Từ 12:35 đến 13:00 thứ năm, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca. Từ 12:35 tới 13:00 thứ sáu, chương trình dân ca các miền lời cổ. Từ 12:35 đến 13:00 thứ bảy, chương trình Ca cải lương. Từ 12:35 tới 13:00 chủ nhật, chương trình Hát chèo. Từ 23:15 đến 23:58 ngày chủ nhật, chương trình dân ca các miền lời cổ. Các chương trình dân ca trên sóng VOV3. Từ 11:00 đến 12:00 thứ hai, chương trình Nhịp cầu dân ca. Từ 11:00 tới 12:00 thứ ba, chương trình Tân cổ giao duyên. Từ 11:00 đến 12:00 thứ tư, chương trình Ơn nghĩa sinh thành. Từ 11:00 tới 12:00 thứ năm, chương trình Hát chèo. Từ 11:00 tới 12:00 thứ sáu, chương trình Phương Nam yêu thương, ca cải lương. Từ 11:00 tới 12:00 thứ bảy, phần 1, qua miền di sản dân ca. Phần 2, tuần 1, chương trình giới thiệu đoàn nghệ thuật dân tộc. Tuần thứ hai, chương trình câu lạc bộ hài dân gian. Tuần 3, chương trình khúc hát những miền quê. Và tuần 4, chương trình câu lạc bộ hài dân gian. Từ 11:00 tới 12:00 chủ nhật, chương trình 8 Mai Văn Lạc, 8 chuyện dân ca. Từ 15:05 đến 16:00 thứ hai, chương trình dân ca các miền lời cổ. Từ 15:05 tới 16:00 thứ ba, chương trình 8 Mai Văn Lạc, 8 chuyện dân ca. Từ 15:05 đến 16:00 thứ tư, chương trình dân ca các miền lời mới. Từ 15:05 tới 16:00 thứ năm, chương trình nhịp cầu dân ca. Từ 15:05 tới 16:00 thứ sáu, phần 1, chương trình dân ca các dân tộc thiểu số. Phần 2, cung đàn quê hương. Từ 15:00 đến 16:00 thứ bảy, chương trình ơn nghĩa sinh thành. Từ 15:00 tới 16:00 ngày chủ nhật, phần 1, chương trình bạn trẻ với dân ca. Phần 2, chương trình khách mời dân ca. Vừa rồi là các chương trình dân ca phát trên khung sóng mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên các kênh sóng VOV1, VOV2 và VOV3. Kính mời quý vị khán thính giả quan tâm và lắng nghe. Cùng Mai Văn Lạc, 8 chuyện dân ca. Một chương trình mới của phòng dân ca, ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa chủ nhật và 15:05 thứ ba hàng tuần trên sóng VOV3 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Chương trình cũng được phát trên kênh sóng VOV2 vào lúc 9:05 thứ hai hàng tuần. Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
Quý vị và các bạn có thể tham gia chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 0961 349 068 từ 15 giờ tới 16 giờ ngày thứ tư, hay truy cập vào Facebook hoặc Fanpage soạn giả Mai Văn Lạ để đặt câu hỏi thắc mắc xung quanh chủ đề dân ca và nhạc cổ truyền. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình Cùng Mai Văn Lạng 8 chuyện dân ca hàng tuần. Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé. Cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.